Xin chào các bạn. Tụi mình đang đi nhà sách. Và đây có rất là nhiều xe ô tô. Bây giờ xe xúc đâu? Xe xúc đâu? Bạn Bi lấy cho các bạn coi. Đây, đưa lên máy quay, bạn Bi đưa lên máy quay. Đây. Xe xúc. Rồi. Xe cứu hỏa đâu? Đúng rồi, đây là xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Đây là xe bồn. Xe bồn. Máy bay. Xe ô tô. Biến hình robot nè. Đâu bạn đi biến hình cho bạn coi nè. Xong. Đâu? Một con robot. Ồ, một con robot màu xanh. Em robot màu xanh luôn. Ồ, có người lái luôn hả? Ừ. Mà có thể biến hình robot luôn nè. Và đây chúng ta có xe thang. Có cái thang lên trên nè. Chú chó cứu hộ. Baba John. Rồi bạn biết để gọn lại cho mọi người nào. Đúng rồi. Có xe màu hồng nữa nha. Máy bay nữa nha. Con khủng long. Có khủng long nữa này. Con này là bình thường thôi. Con đậy nắp lại đi. Tàu hỏa. Rồi, theo con vặn lại. Không có đổ lỗi cho ai hết nha. Rồi. Mình thấy thì mình vặn lại. Mình phải là lịch sự đúng không? Đây là xe màu vàng. Đây màu xám. Nhiều xe ha. Có xe này lạ này. À, xe xúc của nãy bạn Bi giới thiệu rồi đó. Có mặt cười luôn này các bạn. Ô, xe cầu này, cầu xúc này. Hồi nãy. Cái đó, xe này đây. Này. Xe đua. Đua gì đó. Cá. Nhiều quá các bạn ơi. Máy bay biến hình. Nhiều quá các bạn ơi. Đó là gì? Cây gì? Cây kem. Cây kem có thể biến thành quạt nha. Đây. Đó. Nhiều quá các bạn ơi. Xe thú. Wow, các bạn thích xe nào? Thích xe nào hãy cùng comment ở phía dưới nha các bạn ơi. Xe cứu hỏa đây nè bố. Xe cứu hỏa thì đã giới thiệu hồi nãy rồi này các bạn. Mặt dễ thương quá. Rồi, nếu yêu thích video này thì hãy nhớ like và subscribe cho kênh của bạn Bi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.